Hello, xin chào mọi người đến với con Nong TV. Hôm nay mình review cho mọi người. Trước mặt chúng ta là cục đề nhé mọi người. Đây là cục đề Rin. Cục đề Rin của máy 30, máy 28 nha mọi người. Bên chị có bán. Bây giờ mình mới về đi xếp hàng xong, mình sẽ review mọi người cho cục đề này, mọi người tham khảo nhé. Đây là cục đề Rin nhé, hàng cũ, máy 30, 28. Được hết. Đây là cục đề Rin. Em hỏi máy. Thử cách máy mà mấy cái này nó nhanh quá, nó đổ, nó cực, nó thật ra nó hỏi mà có thì đây là... em báo Đây là cục đề vô rơ để điện nha mọi người. Đây là đề trực tiếp luôn nha mọi người. Đấy. Hàng còn xài được nha mọi người. Hàng còn rin nha. Đây. Anh em nào nhu cầu cần cục đề để thay thế phụ kiện máy 30, 33, 28 được hết nha mọi người. Đấy, cái đầu búa kích relay thì rất là to luôn nha. Này là hàng của hàng đời trước nha mọi người, còn hàng đời mới là đầu kích relay nó rất là nhỏ. Đấy, còn anh em tham khảo thì có nhu cầu thay thế, em mua thay thế thì anh em cứ liên hệ bên mình. Đấy, đây trên này mình có hai chiếc nha mọi người. Đây, đây là hàng cũ nha. Đấy, nhưng mà con xài được nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Nếu mọi người cần thì cứ liên hệ với mình, còn tin nữa mình sẽ review mọi người tiếp cái dynamo mới, hàng mới về nhá. Hello. Hello. Tiếp đây là dynamo nha mọi người. Đấy. Bên mình có hàng nhiều đấy nhá. Còn đây là loại nhỏ, loại 5 chấm nha mọi người. Đây. 5 chấm. Còn đây là loại nhỏ 12V. Còn đây là loại lớn 14V. 12V. 14V sai điện 12V được hết nha mọi người. Còn đây là hàng mới này. Đấy. Hàng mới này. Của hàng Nissan Dynamo của Nhật. Còn đây là của Nhật, hàng nội địa 2V. Các bạn nhu cầu thì cứ lấy bên mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.